bạn muốn tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình. Bạn đang tìm kiếm một lối sống hiện đại, đẹp, khỏe và thành công. Bạn yêu cái đẹp và muốn kết bạn với những người cùng đam mê để trải nghiệm những sản phẩm tuyệt vời. Bạn đã sẵn sàng khám phá cơ hội kiếm tiền độc đáo từ công việc trong thế giới làm đẹp và kinh doanh trực tuyến. Oriflame khởi đầu từ năm 1967 với mong muốn mang đến cơ hội kinh doanh lý tưởng, giúp mọi người thực hiện ước mơ và thay đổi cuộc sống bằng những sản phẩm làm đẹp sáng tạo tại Thụy Điển được lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Sau hơn 50 năm, giờ đây Oriflame đã giúp hàng triệu người trên thế giới tận hưởng phong cách sống mà họ luôn mơ ước. Với đội ngũ hơn 150 nhà khoa học và chuyên gia làm việc tại các trung tâm nghiên cứu phát triển cũng như Viện Nghiên cứu Chăm sóc Da Toàn cầu, Oriflame đã sở hữu nhiều bằng sáng chế độc quyền cho những công nghệ đột phá, ứng dụng trong các sản phẩm làm đẹp cao cấp. Nhờ vậy, Oriflame đã trở thành công ty mỹ phẩm bán hàng trực tiếp lớn nhất châu Âu với hơn 3 triệu tư vấn viên khắp thế giới. Tại Việt Nam, Oriflame được thành lập từ năm 2003 và hiện có hơn 40.000 tư vấn viên được đào tạo chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng chia sẻ những kiến thức làm đẹp hữu ích và cơ hội nghề nghiệp cho cộng đồng. Các sản phẩm của Oriflame đã chinh phục được lòng tin của người tiêu dùng cả nước với nhiều giải thưởng uy tín do khách hàng và giới chuyên môn bình chọn liên tục trong những năm qua. Ngoài ra, Oriflame còn tích cực thực hiện các trách nhiệm đối với cộng đồng thông qua nhiều hoạt động xã hội thiết thực. Gia nhập Oriflame, bạn không chỉ bắt đầu thực hiện được ước mơ của chính mình mà còn giúp nhiều người thay đổi cuộc sống bằng việc chia sẻ các cơ hội làm đẹp, kiếm tiền và vui vẻ. Oriflame mang đến vẻ đẹp toàn diện và điều này sẽ giúp bạn càng thêm tự tin nắm bắt mọi cơ hội trong cuộc sống. Các sản phẩm làm đẹp và chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên với công nghệ tiên tiến khiến chúng tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Chúng tôi tìm thấy ước mơ làm đẹp của mình được vun đắp tại nơi đây. Cơ hội chúng tôi được làm việc trong một môi trường cực kỳ chuyên nghiệp với sự hỗ trợ của công ty Oriflame với những phần mềm hết sức thông minh cho phép chúng tôi tạo dựng một công việc kinh doanh khắp Việt Nam chỉ với chiếc laptop và chiếc điện thoại, không hề phải vất vả gì cả. Có thể nói đây là một công việc kinh doanh thực sự như chúng tôi mơ. Khi tham gia Oriflame, tôi được vinh danh thành công của mình. Tôi được tận hưởng những chuyến du lịch tuyệt vời, được tham dự những sự kiện quốc tế và những buổi hội thảo bổ ích. Oriflame chính là cơ hội giúp tôi xây dựng phong cách sống mà tôi hằng mơ ước. Kế hoạch thành công của Oriflame là mang đến những cơ hội không giới hạn với xác suất rủi ro bằng không. Sự thành công và mức thu nhập sẽ phụ thuộc vào sự nỗ lực và quyết tâm để hoàn thành mục tiêu. Oriflame đã mang đến cho gia đình tôi một cuộc sống sung túc. Nay tôi đã mua nhà, ô tô và các con tôi được học trường quốc tế. Sứ mệnh của Oriflame là giúp bạn thực hiện ước mơ. Hãy tham gia Oriflame ngày hôm nay để bắt đầu hành trình mơ ước của bạn. Và bạn biết không, khi bạn tham gia Oriflame thì chắc chắn rằng thu nhập của bạn sẽ được tăng cao và bạn sẽ phát triển công việc kinh doanh tương lai cùng với Oriflame. Hãy vững tin rằng chúng tôi luôn đồng hành và phát triển cùng với tất cả các bạn. Chúng tôi, những nhân viên tại Oriflame sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ bạn trên hành trình chinh phục thành công. Tôi chúc bạn có một khởi đầu thật tuyệt vời tại Oriflame. Đừng bỏ lỡ cơ hội này. Gia nhập Oriflame để kiếm tiền ngay hôm nay và thực hiện ước mơ của bạn ngày mai. Hãy liên lạc ngay với tư vấn viên Oriflame và bắt đầu xây dựng phong cách sống mà bạn luôn mơ ước.